Thưa quý vị, vừa qua, sau khi 23 người cư trú tại khu dân cư Tam Giác 2 thuộc khu vực cách ly y tế nằm trên địa bàn phường Thạc Gián, quận Thanh Khê tự ý rời khỏi địa phương và chưa thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2, phường Thạc Gián đã tăng cường siết chặt công tác kiểm tra giám sát người trong khu vực cách ly y tế để không tái diễn sự việc như trên, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ngay sau khi phát hiện các ca mắc trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của quận Thanh Khê, phường Thạc Gián đã thiết lập 6 chốt ở các đầu kiệt quanh khu vực Tam Giác, cụ thể tại 3 tuyến đường Hoàng Hoa Thám, Lê Dũng và Lý Thế Tổ. Người dân sinh sống tại các khu vực cách ly này đều được lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ. Ngày hôm qua, 21 tháng 6, sau khi xảy ra vụ việc 23 người sinh sống ở khu vực cách ly thuộc khu dân cư Tam Giác 2, phường Thạc Gián đã tự ý rời khỏi địa phương và không thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, thì lãnh đạo phường đã nhanh chóng xử lý ngay vấn đề này. Vừa qua thì địa phương cũng có phát cái thông báo gửi lên các đài truyền hình cũng có trang mạng để thông báo về những người mà trước đây thì khi địa phương tiến hành lập danh sách để xét nghiệm trong giai đoạn đầu chưa được xét nghiệm, thì đề nghị cho những người đó đi về địa phương để khai báo và xét nghiệm, còn nếu ở địa phương khác thì khai báo tại nơi đang cư trú để có cái biện pháp mà cách ly theo quy định để đảm bảo công tác phòng chống dịch ở địa phương. Tại 6 chốt, phường Thạc Gián đã phân bổ lực lượng thay phiên nhau túc trực thường xuyên, không chỉ kiểm tra, giám sát việc ra vào của các hộ gia đình mà còn giúp bà con mua sắm đồ ăn hàng ngày, vật dụng cần thiết. Qua đó đảm bảo không có trường hợp nào nữa tự ý rời khỏi nơi cách ly. Phường cũng được quận hỗ trợ đầu tư thêm lắp đặt 6 camera ở các đầu kiệt hẻm. Thứ nhất là vừa giám sát về con người, các lực lượng kiểm soát ở chốt, cũng như là về phương tiện và camera. Còn bên trong các kiệt hẻm mình cũng bố trí thêm các camera cũng 6 cái nữa, và tổng cộng khoảng 12 cái camera để giám sát luôn hoạt động ở bên trong, nhằm để đảm bảo tốt hơn công tác cách ly ở khu vực. Khu vực Tam Giác có các ca mắc COVID-19 nằm trên địa bàn hai phường Thạc Gián và Tân Chính. Theo đó, phường Tân Chính cũng đang tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chặt chẽ các khu vực cách ly, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Cũng trong sáng nay, phường đã tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 đợt 2 cho người dân trong khu vực cách ly.